Có hai đường đi cô bác chị nha. Ai đi đường 2 mét thì đi bên đây. Rồi, ai đi đường 2 mét thì chúng ta đi đường này. Đi đường bên đây các anh chị nha. Còn anh chị nào đi đường 50 mét thì đi theo em. Rồi em sẽ dẫn các chị đi 50 mét. Hơi bị chật á. Hơi bị chật á. Phải ngồi. Phải ngồi nha. Để sẵn chai nước nha. Mở ra luôn đi chứ để mất công. Khoai mì là tắt thở. Tắt thở đó. Đó, để chai nước này. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Funny Hùng đây. Thì như mình và thầy Lộc đã hứa rồi ha. Hôm nay team của mình sẽ xuất phát để về Củ Chi để làm rất là nhiều clip hấp dẫn nha ở dưới Củ Chi cho mọi người coi. Thứ nhất là để biết được Củ Chi nó đẹp như thế nào. Thứ hai là để có những cái clip thử thách hấp dẫn tại cái quê hương của thầy Lộc ha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ lên xe và xuất phát thôi, đi! Mọi người ơi, hiện tại thì sau khoảng 2 tiếng đi đường ha, thì gia đình Funny của chúng ta đã đến được địa đạo Củ Chi. Và trên tay của thầy Lộc đang là tấm vé nha. Ê chết, thầy Lộc đang lấy vé, kìa kìa. Một tấm vé như vậy là 20 ngàn nha. Còn nếu như mà các bạn đi tham quan cái chỗ khác nữa, chỗ nào nữa, có khu giải trí nữa mọi người, thì sẽ là 40 ngàn một vé. Đó, một vé 20 ngàn thôi. Mình bây giờ mình sẽ vào trong đây để mình thực hiện thử thách.
chui hầm địa đạo và ăn khoai mì. Ai. Chụp hình hả? Hey. Hi. Thank you, anh. Where you from? Người Việt, người Việt. Okay. I'm from Sài Gòn. Rồi. Wow, rất là đẹp mọi người ơi. Tuyệt vời. Thầy Lộc, đây là lối vào hầm địa đạo luôn hả? Có nhiều lối lắm. Có nhiều lối. Đường này thì nó cái đường nào mà nó người ta làm đi nhiều đó là nó có cỏ, không có cây. Mọi người biết nếu như mà mọi người mua vé để mà có hướng dẫn viên sao? Ở đây như là thép vậy, cứng ngắc. Mọi người biết nếu mua vé mà như có hướng dẫn viên đi theo á thì giá vé là 70 đến 80 ngàn á mọi người. Nhưng mà nay chúng ta đã có Võ Sư Lộc kim tôi luôn tua gai luôn nhau. Đây, đây là những vị khách nước ngoài nè mọi người. Họ về đây để tham quan địa đạo Củ Chi. Hiện tại họ đang xem một bộ phim tài liệu. Mọi người nhìn họ nha, rất là chăm chú. Hồi nãy ở bên cái khu đầu mình quay cho mọi người là khu dành cho khách nước ngoài nha. Là cái âm thanh, cái tiếng của TV sẽ là sub của nước tiếng Anh nè, tiếng Anh. Còn cái này là của người Việt nè, cho nên nó có tiếng Việt đó. Có thuyết minh á, thuyết minh á. Cái này là thuyết minh bằng tiếng Anh, còn cái này là thuyết minh bằng tiếng Việt nè. Cho nên người Việt sẽ coi ở khu vực này. Sau khi mà mình xem phim xong thì sẽ có một anh bộ đội đây, anh hướng dẫn viên mặc đồ dân quân bộ đội hướng dẫn chúng ta đi ha. Rồi xin mời các cô bác về phía sau nha, mình tập trung lên đây ạ. À. Rất là đông mà mọi người, đông lắm. Đây là mời cô bác về sang đây ạ. À. Cái cửa hầm á thì lúc đó là chúng ta chỉ làm nhỏ thôi và được ngụy trang. Cửa hầm này là cũng tương đối lớn rồi, tức là cũng làm lại luôn rồi. Còn kích thước thật của cái cửa hầm này á là nó chỉ bằng một nửa thôi, bằng một nửa của cái cửa hầm thật, cửa hầm thật nó chỉ bằng một nửa của cửa hầm này thôi. Ồ, nãy giờ anh đứng ở trên mà mình không thấy luôn á mọi người. Thì mình cửa né hầm cho. Nó nhỏ của anh chị thì nó chỉ vừa đủ cho người Việt Nam mình thôi. Mình nhỏ con thì xuống được, còn như người Mỹ họ tao co là họ to con đó là không có xuống được. Cái người dung kích á mà xuống thì đảo á thì họ phải xuống bằng cách là đưa hai chân xuống trước. Sau rồi hai tay giơ cao lên rồi hạ thấp người xuống. Tại vì cửa hầm nó nhỏ, khi mà mình giơ hai cái tay của mình cao lên á là làm cho vai ngực cái lần bụng nó khớp nó gọn lại thì xuống nó sẽ dễ dàng. Mọi người nhìn nè, ở dưới đây có cái lỗ là người ta sẽ đút súng ở đây, người ta bắn. Đây là một cái ổ. Là một ổ chiến đấu thế này á, chúng ta chỉ cần là 3 đến 5 dung kích thôi, nhưng chúng ta có thể tiêu diệt hàng trăm tên. Đó. Hiệu quả chiến cái ổ đó nè. Cái này nếu mà cái này nếu mà lính nó bị bắn nó cũng không biết là bị bắn từ đâu luôn á. Đây là một cái lỗ thông hơi. Bên trên mặt đất là dung tích ngụy trang cho nó giống cái tổ mối như này nè, nhưng mà không phải lúc nào cũng ngụy trang bằng tổ mối. Có những cái chỗ khác thì mình sẽ ngụy trang bằng cách là đưa vào gốc cây hoặc bụi tre hoặc là trồng cỏ, tức là làm sao mà cho nó giống như môi trường của xung quanh thì lính Mỹ họ không có phát hiện được. Mọi người ơi, mình và bạn Lộc đã tìm được một cái nắp hầm nè. Mấy người đó đang bên kia. Đó, cái nắp hầm nè. Bây giờ có cái dây á. Đó, bây giờ ảnh qua kìa, ảnh qua kìa. Dạ, bên dưới đây là cũng có một cái cửa hầm nữa nè. Sau này là mình làm những cái cửa này là để phục vụ khách đi tham quan thôi, chứ không phải là như thế này đâu. Tại vì lúc đó là ít cửa hầm lắm. Một đơn vị chỉ được đào 3 cửa thôi. Một cửa hầm chính và 2 cửa hầm dự bị. Nếu mà đào nhiều quá thì dễ bị phát hiện. Thì ngay chỗ này là các anh chị xem nè, đây là một trong những cái vũ khí tự tạo của dung kích Củ Chi trong chiến tranh, gọi là cửa hầm, gọi là đây là hầm trong nắp tự động mà.
thì có nhiều cái loại trong khác nhau các bác chị nha. Ngay chỗ này mình chỉ xem một loại thôi, một lát nữa cuối cái tour tham quan mình sẽ được thấy thêm nhiều cái bãi trong khác nữa. Thì đây á là thành trong nó tự động, tại vì nắp hầm bên trên á nó quay và có thể nó tự động đậy lại khi mà có một người rơi xuống bên dưới. Xem các bác chị xem. Dạ, bên dưới hầm này á là xe hoặc là tầm con mình góc nhọn là cắm ở bên dưới. Hầm này chúng ta đầu sâu khoảng từ 2.5 đến 3 mét và bên trên là 10 mét. Một cái hầm trong như thế này á là chúng ta có thể tiêu diệt từ 3 đến 5 tên lính Mỹ trong một cái trận đánh đó. Thì một lần được rơi xuống một người thôi, nhưng mà do nắp hầm ở trên nó tự động nên là có thể nó tự động nó đầy lại sau khi mà một người rơi xuống bên dưới. Sử dụng bệnh tim, huyết áp hoặc là bị hen suyễn, bác nào mà đã hơn 70 tuổi rồi hoặc bây giờ mình sẽ đi xuống đây và đi cái đường 50 mét đó sẽ có một cái lối. Rồi bây giờ ai mà không đi hầm được á, chúng ta đi bộ trên tới cái mái che phía trước đứng lại chờ. Đó, chờ chỉ khoảng là 5 phút thôi. Còn cô bác các chị nào mà đi hầm thầy Lộc là không đi được rồi đó. Ok, để phân đi hùng nha. Đây, mình đang đi hầm nè mọi người. Nó hơi hẹp và tối á. Wow, thử thách mà. Nếu như mà ai có tiền sử về bệnh án rồi thì không đi mấy cái hầm này đâu. Rồi chỗ này cuối thắt đầu xuống nha. Rồi các chị mình có thể vào ghế ngồi để mình chụp tấm ảnh lưu niệm với lại các đối tượng trong hầm này. Chủ nhiệm hậu cần. Rồi cuối thắt đầu xuống nha, cuối thắt đầu xuống chỗ này hơi nhỏ. Ồ bên đây có hai hầm nè mọi người. Có hai hầm nè, không biết phải đi đường nào. Hỏi chồng, hỏi chồng. Mình nghĩ cái này là cái hầm 50 mét đó mọi người. Sao họ lại chui trước rồi. Còn bên đây cái hầm 2 mét. Hầm ngắn á. Còn hầm bên đây là chắc 50 mét nè. Đi cửa nào vô đây vậy? Anh đi cửa bên kia. Ở trong chiếc trong đó là không có đồng minh của lính Mỹ á, mà họ tìm được đường hầm, họ xuống đường đây á, thì chúng ta sẽ tắt hết tất cả các đèn luôn. Rồi các bác chị cẩn thận nha, mình tắt đèn nha. Thì trong một cái hầm tối như thế này nè, là không thấy đường đi. Nếu mà không thấy đường đi á, thì cái phản xạ của mình là gì? Mở đèn pin lên nếu mình có đèn. Khi mà lính Mỹ mở đèn lên thì du kích nắp trong một cái đoạn hầm tối á, họ sẽ bắn tới ngay cái đèn đó. Do vậy mà lính Mỹ họ không sử dụng được đèn trong hầm, mà họ sẽ dựa vào tường để mò đường để đi như thế này. Thì do vậy mà họ sẽ bị rơi xuống cái hầm trong ở trong góc hầm. Thì khi mà bị rơi xuống bên dưới đó đó, hoảng loạn la lên thì những tên còn lại nó sợ nó sẽ rút ra bên ngoài hết. Đó là lý do tại sao mà mình đào những cái hầm trong ở trong địa đại học, và đặc biệt là trong những cái căn hầm lớn như thế này là mình đào ở trong cái góc hầm luôn. Ai đi đường 2 mét thì đi bên đây. Rồi, ai đi đường 2 mét thì chúng ta đi đường này. Đi đường bên đây các chị nha. Còn anh chị nào đi đường 50 mét thì đi theo em. Và em sẽ dẫn anh chị đi 50 mét. Trời ơi chưa. Hơi bị chật á. Hơi bị chật á. Phải ngồi. Phải ngồi kìa. Trời ơi, nó hơi bự á. Sao? Đường hầm này tới 50 mét luôn. Mọi người cố gắng nha. Nếu mà ai ở khúc này hẹp hơn rồi nè. Khúc này hẹp hơn nè. Mọi người nhìn đất rất là cứng luôn á. Đất cứng lắm. Ai được con là thật đấy. Sau lưng nha, sau lưng đang chui. Hẹp hơn rồi đó, hẹp hơn rồi đó. Rồi. Cái này là Võ Sư Lộc và bạn Lộc là không đi được rồi đó. Có cái lỗ lên nè, có lỗ thông hơi. Cái này ở đây chỉ hơi chết rồi. Cái này tới 50 mét luôn á. Nóng lắm mọi người. Ủa lên, sắp lên rồi, sắp lên rồi. Ồ, phải bò lên. Đi tiếp nha, đi tiếp. Thấy không? Trời, phải bò luôn á. Cái này hẹp quá. Quá hẹp. Mệt quá. Đang bị kẹt. Cố lên, bên kia có lối đi nữa kìa. Nhưng mà không, mình sẽ đi lối này. Đừng cháy nha mọi người.
Còn cái lối này là phải cuối nè. Trời ơi, chết chết rồi. Rất là hẹp. Lên tới rồi. Rồi. Ui. Đuối luôn rồi. Vô quá. Rồi mình lên tới nè. Nè. Cái lối lên hầm nè. Ai ai cũng vã mồ hôi. Mỏi chân quá. Vừa đi vừa mà kêu mỏi chân nữa vậy. Ai cũng đuối hết. Đúng rồi, đuôi đầu của mình ra trước. Cuối thấp xuống. Ô, con dơi. Có một con dơi. Đứng dơi đây, mỏi đó. Đó, mọi người thấy con dơi không? Nó bay vô hầm luôn rồi. Đây nè. Đây người cuối cùng đúng chưa? Ghê quá, không biết còn ai dưới đây không? Ai mà đi trước không biết là dễ bị lạc lắm nha mọi người. Nè, ghê quá. Bên kia có chỗ rửa tay chân kìa mọi người. Ồ, dĩa khoai mì nè, anh em chuẩn bị tinh thần chưa? Đây là cái bếp hoàng cầm nè mọi người. Cái bếp giấu khói nha. Nói chung là nấu ở cái bếp này á sẽ đỡ khói bay lên á, để địch không có phát hiện ra á mọi người. Khi mà khói nó lên bên trên rồi á thì nó chỉ còn là những làn sương mỏng thôi. Ồ, ở đây nó có mùi khét á. Mùi chắc là mùi của cây củi dưới kia đang nấu kìa. Nó rất là khét ha. Mùi nó hăng quá. Mọi người có thấy đây là những cái làn khói mỏng không? Nè. Nó chỉ còn lại những cái làn xương nhỏ mỏng thôi. Và địch sẽ không phát hiện ra ha mọi người. Hôm nay rất là may ha mọi người. Mình gặp cái chú này là chú làm dép nha. Mọi người thấy không? Dép làm từ cái vỏ bánh xe á mọi người. Đó, vỏ bánh xe bên kia kìa. Hay không? Cái này là xà bông đúng không chú? Để cho nó trơn cái mũi á, à. Nó đi được. Một ngày chú làm mấy đôi như vậy chú? Một ngày 5 đôi. Cái này có bán không chú? Bán trong shop bán hàng lưu niệm. À, ở đây làm để đem lên. Ở đây làm để đem lên kia bán á mọi người. Hay quá. Xong rồi chú sẽ lấy những cái bên kia. Nè mọi người. Đó. Cái đó là cái miếng này nè. Cái miếng chú mới làm là miếng này. Xong rồi chú sẽ lấy những cái dây á. Chú lòn qua. Để thành cái thành phẩm là đôi sandal. Ồ mọi người nhìn nè. Mấy đôi này mang rất là bền nha. Đó. Mấy đôi này mang bền lắm. Bao bền. Mình không mang nhưng mà thầy Lộc nói vậy á. Thầy Lộc nói mang bền. Bao bền luôn á. Đi. Đi theo kiểu mà gặp mấy ăn trộm á, đạp một cái vô là in hình bánh xe. Kiểu mà có phải tạo hiệu ứng á mọi người. Dạ, quốc cái là chính dạ. Anh em mọi đứa một cái đủ xì, thằng nào thắng đập đầu á, đập đầu á. Làm nhát. Hài thiệt chứ. Không tán nó bây giờ. Xong thêm cái thứ hai nữa nè. 5 phút nha mọi người. 5 phút là chú đó được một đôi rồi đó. Rất hay. Tụi con xin phép chú. Dạ, con xin phép chú con đi. Chú một xíu à. Dạ. Rồi. Thì mình đã nhờ những cái anh chị dễ thương ở chỗ bán ở chỗ phát khoai mì á mọi người, lấy cho mình 4 dĩa khoai mì ha. Thì mình đã chia đều thành 4 dĩa trên bàn mọi người có thể thấy. Thì hôm nay cái thử thách của mình là chui hầm địa đạo và ăn khoai mì. Chui hầm thì mình đã chui rồi,
Bây giờ thử thách khoai mì, đó là mình sẽ ăn hết dĩa khoai mì nhanh nhất có thể. Bốn người nha, coi coi ai ăn nhanh nhất. Mà với một điều kiện, mọi người thấy chai nước trên bàn không? Là chúng ta không được đụng vào nước nha. Chúng ta sẽ ăn mà không uống nước. Kiểu như ăn phải biết kiềm chế không thầy Lộc? Mình phải biết ăn tới lúc nào là dừng thôi mọi người. Đó, thì ai sẽ ăn nhanh nhất, nếu như mà người nào bị nghẹt uống nước là bị loại nha, thua nha mọi người. Rồi, ok. Rồi, mọi người cái góc quay đó nó hơi bị hạn hẹp bởi cái cây đó nên mọi người thông cảm nha. Rồi, đây mình lọc cái cân á. Đó, mình lọc chấp ba người. Ok, rồi chuẩn bị chưa? Để sẵn chai nước nha, mở ra luôn đi chứ để mất công. Khoai mì là tắt lỡ đó. 3, 2, 1 bắt đầu. Ăn lỡ rồi nha. Dạ dạ. Cứu mạng ngon. Cứu mạng ngon. Cái này phải thiếu nước dừa á. Cái này mình không thể nào ăn nhanh được. Ăn chiến thuật nha. Mọi người đòi rút lại chết. Trời chấm hết rồi mọi người. Hay thiệt. Thôi rồi. Tiếp tục nha, vẫn chưa xong nha. Ba phút 36 giây. Rất là muốn uống nước luôn mọi người. Mấy cô phát khoai mì này chơi lố rồi mọi người. Đến nhiều quá. Tại vì mình còn để bột phải không? Mình về cũng chơi có một ngày rồi. Mình phải để bột để chiều mình làm thử thách tiếp á. Nuốt không cho mọi người. Mình nghĩ là những vị khách mời này á, tới nước bọt đó enzyme tiết ra nhiều quá nên nó khoai mì nó dễ mềm, nuốt dễ. Miệng rộng quá. Cổ họng rộng cũng là lợi thế nha. Cổ họng rộng nó dễ nuốt á. Có những người cổ họng người ta bị nhỏ, bị hẹp á, nên ăn rất dễ bị nghẹn. Mỗi khi ăn phải có nước kế bên. Có được một thử thách á. Một túi. Nuốt hả? Múc cuốn mà đồn đẹp hết. Không ăn uống vừa mà sao? Em biết không? Muốn ở. Không phải, em muốn ở. Uống nước rồi. Cái này nó không có nước luôn. Nó khó ở. Tại lấy cái chè á, tự nhiên anh Tài á. Nuốt rồi. Giọt vô. Mình sắp nghẹn mà hay là còn dậy nữa khó. Cuối à? Còn đây là vườn xong rồi. Thôi, ngầu thắng luôn rồi. Mình lại là thua. Thôi mọi người cũng thông cảm cho mọi người nhìn cái tướng ba người đi thì sẽ biết ha. Mình dậy á là mình nhỏ nhất tim rồi đó. Này đi quay clip là không sợ cái gì á. Để bốn người nữa, người nào cũng học, đó phải học võ. Vì cái này nó làm bằng bê tông chứ không phải bằng người nữa. Đến cuối cùng rồi mình học rất chém kìa, kìa. Làm tới chưa hết kìa. Làm tới còn trong miệng nhiều lắm rồi ơi. Cơ hội chiến thắng vẫn còn. Đây, phần thưởng cho hai người chiến thắng. Một cái thân nước. Mình làm thử thách cho vui thôi mọi người.
thắng đua không quan trọng, đúng không? Rồi. Quan trọng là ăn sao vẫn giữ được sức khỏe của mình nha mọi người. Đây có cái mức nữa. Còn 20 má luôn. Còn nữa. Sao cái bóp ra hoài vậy? Thấy không? Rồi, lọc hết rồi. Mình vẫn còn dư mọi người. Ok. Mình sẽ cố gắng ăn hết luôn nha. Ăn thử thách mình vô trong đó mình lấy cái xô. Ủa còn ăn. Thầy Lộc đang tính vô nhập cái xô mì, khoai mì luôn rồi. Kinh khủng. Nó bằng ngoài dưới sọng. Vào dưới. Thôi. Thôi mọi người. Ok. Ok, hết chén muối. Rồi nói gì đi. Rồi, nước đây cho chiến thắng nha. Nuốt hết rồi mới uống nha. Ngon quá mọi người. Cái đây là hết nha mọi người. Hết. Uống nước. Muối thì vẫn còn nhiều. Muối như vậy. Là một cái clip mà bố anh em mình thực hiện thử thách ăn khoai mì không uống nước hả mọi người. Và kết quả cho Nguyễn là người ăn nhanh nhất. Tiếp theo là Võ Sư Lộc. Và cái đến là Ba Bơ Lộc. Cuối cùng là Funny Hùng. Vì Funny Hùng quá lép vế về cân nặng cũng như chiều cao, cho nên Funny Hùng không thể nào chiến thắng được. Khả năng nuốt nữa. Cuốn họng quá, cuốn họng quá. Ok, Funny Hùng đã thua cuộc rồi mọi người. Thì clip đó là mình xin được kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu như mọi người cười thì hãy like, còn nếu thấy hay thì hãy subscribe và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem nha. Sẽ còn những hành trình khác nữa. Chính xác. Mọi người hãy đợi tới ngày mai nha. Sẽ có những clip tiếp theo cho mọi người coi nha mọi người. Ok, xin chào các bạn.